Các người đã bị ta lóc cát. Các người dám chống đối với ta hả? Dám chống đối với ta, dám chiếm địa bàn của ta là đây chơi hả? Bị ta lóc cát. Xe tăng hả? Xe cẩu hả? Ta là vô địch thiên hạ. Hey, ta đi đây. Đi ra nước tắm thôi, tắm cho mát nha. Ôi trời, các bạn bị làm gì sao đấy? Các bạn làm sao mà dính cát và bị ngã ở đây đấy? Bị làm sao đây? Mình là một chiếc xe cứu hộ nè các bạn. Để mình giúp các bạn một tay nha. Rất là nhiều xe bị ngã dưới nước các bạn ơi. Làm sao một mình có thể cứu giúp hết đây? Không sao, bây giờ mình sẽ cố gắng nha. Mình xây cái cẩu lại nè. Đầu tiên mình sẽ cứu bạn xe trộn bê tông này nha các bạn ơi. Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Chiếc xe này bị làm sao các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ rửa lại nha, rửa lại của mình cứu sống của bạn ấy lại nha. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Mình để đây nha. Rồi tiếp tục mình đi thôi, mình đi cứu xe tiếp theo thôi. Xe cẩu hút cát này các bạn ơi, bị ngã đây luôn. Bị mình dựng đứng lên rồi nha. Bây giờ mình rửa bạn ấy nha. Bạn ấy bị xỉu rồi các bạn ơi. Không thể nói chuyện được nữa rồi. Đây. Xe cẩu hút cát rất là to nha các bạn ơi. Tiếp theo thôi. Cứu rồi. Xe cần cẩu cứu hộ này các bạn ơi, xe này rất là to luôn. Nhưng mà cũng bị ngã ở đây các bạn. Hay, để mình cứu bạn ấy luôn nha. Cứu bạn ấy nè, xe này rất là dài nha các bạn. Wow, rất là dài, cần cẩu này rất là dài nha. Giờ mình sẽ dùng cái cần cẩu này mình cứu mấy anh kia vô nha các bạn. Để mình móc vô, mình kiếm cái chỗ móc nha các bạn ơi. Kiếm cái chỗ móc nè. Mình cứu nè bạn ấy nè, móc vô. Móc vô đây, mình móc vô nha các bạn. Móc bạn ấy vô nè. Đó, và gỡ móc ra. Đây là một chiếc xe tải các bạn ơi. Xe tải chở cái cần cẩu nè các bạn. Đây có anh tài xế đây nha. Mình rửa sạch rồi nha các bạn. Tiếp theo mình cứu chiếc xe này thôi. Xe gì đây ta? Đây là một chiếc xe tăng các bạn ơi. Cái này thục ra thục vô được luôn các bạn ơi. Khi xe tăng bắn súng nè, bằng bằng
Ê, xe tăng này bự lắm nha các bạn ơi. Wow. Chạy dưới nước nè, chạy lên ơi. À, để mình coi nó nổi trên nước không nha các bạn. Chiếc xe này bự lắm nha các bạn ơi. À, nổi không? À, chìm luôn các bạn. Rồi lên đây đi, để mình đi cứu hộ tiếp nha. Xe gì đây? Ê các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu lạ quá các bạn ơi. Ôi, xe cần cẩu gì đây? Wow, sao mà lạ quá các bạn ơi. Lạ lắm luôn các bạn. Ấy, trên đây thì có một con vịt nữa các bạn ơi. Ha. Ấy, để mình nút múc nước mình tắm mình luôn nha. Ha. Thử tắm mình nè. Đấy. Rồi, tiếp tục mình dùng chiếc xe này, mình cẩu chiếc xe này lên nha. Mình dựng đứng chiếc xe này lên. And wow. Để mình hả, để mình rửa bằng ấy nha. Ấy, tắm mình luôn. Oh, đây là chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Ấy, chiếc xe này rất là khổng lồ nha các bạn. Đây, rất là khổng lồ nha, để mình cho bạn ấy chạy từ dưới nước chạy lên nha các bạn. Ấy, qua đây. Hey, cứu bạn này lên luôn. Hey, xe cần cẩu múc cát bô lít nè các bạn ơi. Hey, này mình rửa nha. Ôi, rất là sạch đẹp luôn, mình để đây. Ôi ơi, các bạn ơi, còn một chiếc xe này nè. Ha. Ôi, xe gì đây, để mình coi coi. Ai, đây là một chiếc xe cứu thương các bạn ơi. Ơi, có bác sĩ đây nữa nè các bạn ơi. À, bác sĩ nè các bạn. Ha ha. Ai, ambulance nè các bạn ơi. Ha ha, xe cứu thương nha. Ai, để mình rửa nha các bạn. Mình rửa cho sạch đẹp nha. Ai, dính nè, dính dơ quá các bạn ơi. Ha, có bác sĩ nè các bạn ơi, có trẻ em đây nè. Ha ha. Bác sĩ ơi. Ha, rồi. Mình cứu xe bác sĩ thành công luôn nha các bạn. Đây, con có chìm không? Xe bác sĩ có chìm không? Chìm luôn các bạn ơi. Rồi, dặn là chạy lên đi. Ôi, con gì bị lật cái bụng ở đây đây ta? Để mình rửa. Ô, các bạn ơi, đây là một con rùa. Ấy, con rùa dễ thương quá các bạn ơi. Ấy, con rùa nè, con rùa nè. Ấy, con rùa này nó nổi các bạn ơi. Đây nè. Ê, chơi vui quá các bạn. Ý nổi rồi. Rồi, để trên đây thôi. Rồi, bọn mình cùng chơi thôi. Ây, tức quá mà. Hên là mấy chiếc xe đó có một chiếc xe cẩu cứu hộ để cứu mấy chiếc xe đó lên nha các bạn ơi. Ây, chiếc xe đó sống lại rồi. Ta tức quá. Ai, các ngươi thật là gắt gối. Lần sau mà chiếm địa bàn của ta chơi trò xúc cát nữa, bị lỡ bờ lỡ đập thì cho vậy sẽ xử đẹp các ngươi. Ai, ta đi đây, các ngươi gắt gối quá. Ai, các bạn ơi, hôm nay chơi vui quá các bạn ơi. Ai, để hôm nay mình cứ đếm xem bao nhiêu chiếc xe mình đã cứu nha các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, rất là vui nha. 3 chiếc nè. Đấy. 4 chiếc nè. Wow, đây là chiếc xe cẩu múc cát nha các bạn. Hay, múc cát lên nè. Múc cát lên. 4 chiếc nha các bạn ơi. Ấy, chiếc xe cứu anh cứu hộ nãy cứu mình nè các bạn. Hay. Đấy, để mình quay bạn ấy lại nha. Ui. Đấy, xe cứu hộ rất là dễ thương luôn. Đấy, 5 chiếc nè. Ôi, xe cần cẩu múc cát thiệt là to nha các bạn. Ôi, 6 chiếc các bạn ơi. Đây nữa. 7 chiếc nè. Ôi, chiếc xe tăng này thật là khổng lồ. 8 chiếc, mình chắc đóng này luôn. Đấy, con rùa.
ấy mình thả con rùa đi, thả con rùa đi, ấy mình thả con rùa nha các bạn, ấy cho nó bơi đi nha. Ai chiếc xe này thật là lạ nha các bạn. Các bạn đã bao giờ thấy chiếc xe này chưa? Chiếc xe này rất là lạ. Chiếc xe cẩu múc cát rất là lạ nha các bạn. Thường thường thì mình thấy chiếc xe này thôi. Đây, các bạn quen với chiếc xe này đúng không? Còn chiếc xe cẩu múc cát này rất là lạ nha các bạn. Ê, chơi thì cũng rất là vui đây. Em múc cát. Ở đây cái gào múc cát này rất là to. Chơi rất là thích các bạn à. Đây mình tắm mình đây, mình tắm con vịt nè. Con vịt này đang lái nè, cần cẩu nè các bạn ơi. Để đây. Đây xe cứu thương này. Xe cứu thương này các bạn. Đấy, để lên đây. Ý, còn đây một xúc cát thôi, cái đầu xúc cát thôi chứ không còn gì nữa hết. Đây mình để đây. À, một đống đồ chơi luôn các bạn ơi. Đấy. Wow, oh, tuyệt vời nha.